Ngày 12 tháng 5, hàng ngàn người biểu tình Gruzia đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tbilisi để phản đối dự luật minh bạch ảnh hưởng từ nước ngoài. Trong ngày 13 tháng 5, theo giờ địa phương, Quốc hội nước này sẽ bắt đầu thảo luận lần thứ 3 nội dung đạo luật này. Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakidze cho biết, Đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền sẽ đảm bảo hoàn tất soạn thảo dự luật lần 3 này. Ngoài ra, ông cũng cho biết chính quyền sẽ can thiệp và truy tố những người biểu tình nếu họ gây ra bạo loạn. Những người biểu tình cho rằng dự luật này nếu được thông qua sẽ gắn kết nước này chặt chẽ hơn với Nga. Dự luật này yêu cầu các cá nhân và tổ chức, trong đó có báo chí, truyền thông và tổ chức phi chính phủ, khi nhận trên 20% kinh phí hoạt động từ nước ngoài, phải đăng ký là bên chịu ảnh hưởng từ nước ngoài. Những người ủng hộ nói dự luật làm tăng tính minh bạch của truyền thông, trong khi những người chỉ trích so sánh nó với một đạo luật tương tự của Nga. Trong hai phiên thảo luận dự luật minh bạch ảnh hưởng nước ngoài, hay gọi tắt là đại diện nước ngoài tại Quốc hội Gruzia, nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra trên đường phố Tbilisi. EU đã thông qua tư cách ứng cử viên cho Gruzia vào tháng 12 năm 2023, nhưng việc triển khai dự luật này, đại diện Liên minh châu Âu EU cho biết, họ đang cân nhắc lại khả năng bắt đầu tiến hành đàm phán kết nạp Gruzia vào tháng 9 tới đây.